Để hai chị đi xuống đi. Nó ăn mà anh làm hết hồn anh rồi. Thôi thôi cầm dao nữa. Hết hồn anh chía luôn. Lần đầu tiên cầm dao rung anh. Sao rồi hôm nay hả? Đó, như là các người đẹp đã đi ra uống cà phê rồi à. Anh thấm thính, anh thấy không biết ra ngoài nói gì. Đó, Ngọc Lan á dẫn hai người đẹp trong nhà. Ê, hình như là mẹ vợ hay là mẹ ruột em? Là mẹ vợ. Mẹ vợ đúng không? Dạ. À, như vậy là nhà này là nhà nhà của em hay là nhà của mẹ vợ? Nhà của em. Nhà của em. Bây giờ em ở Phan Rang vô phụ chăm sóc mấy đứa nhỏ, mấy cháu. Tức là mẹ vợ vô đây chỉ chăm sóc dạ. thôi, đúng không? Dạ. Thôi. Thật ra thì cho con hỏi là lâu bao lâu rồi thì hai mẹ con mới có thời gian riêng dành cho nhau như thế này hả cô? 2 tháng là cô vào Sài Gòn một lần. Dạ. Thăm cháu rồi phụ với lại Nga luôn. Khi mà hay tin con gái của mình mang lòng yêu thương một người nghệ sĩ như vậy á, thì ngay từ lúc đầu cái cảm nhận của cô là như thế nào? Thì trong lòng cô thì cô cũng không có thích. Dạ. Tại vì cô thường nghe nói là nghệ sĩ thì đào hoa, nhiều người theo đuổi á. Dạ. Nhưng mà sau này Nga dẫn trưởng về nhà thì cô thấy trưởng rất là hiền lành chăm chóc, cô đồng ý. Dạ. Trong cái giai đoạn mà anh ta đi lưu diễn nhiều quá và con gái thì cứ ở nhà dò dỏ chờ chồng thôi thì cô có cảm thấy buồn và cái sự lo lắng đó nó có quay trở lại hay không cô? Không, tin tưởng là rể của cô là nó không có cái tánh đó. Vậy hả cô? Có, lâu lâu có hỏi. Vậy hả? Trưởng có buồn nghe, đi diễn có buồn nghe. Vậy hả? Có nhớ, có. Có bao giờ mình cảm thấy mình hơi lo lắng, mình hơi bất an? Có không? Có giai đoạn nào mà mình bị như vậy không? Có, cũng có những tin nhắn là nhắn cho Nga. Chị ơi em có bầu anh Trưởng rồi. Chị ơi em có bầu anh Trưởng rồi. Vợ em á, có ghen không? Ghen nhưng mà ghen, thấy ghen hơi lạ. Ghen lạ là sao? Lạ là giống như là cái không có rầm rộ lên những lúc mà kiểu như là mình nó không có gì, đúng không? Mình là không có gì, rất là đàng hoàng. Nhưng mà kiểu như mà lâu lâu mà bạn bè mình đi chơi chung á thì dẫn theo những cô gái mà bạn của người ta. Mình bây giờ làm sao? Bây giờ không lẽ mình đuổi người ta về? Thì mình ngồi chơi bình thường, anh em bình thường mà khi mà thấy ngồi với gái mà khi phát hiện nha, ai vậy? Làm nhiều cái không có làm lộ ra trước mặt bạn bè nhưng mà riêng mình thôi. Ồ, Nga thì Nga rất bình tâm. Nga không có phải mình phải giữ lên hỏi chồng mình tại sao là người ta nhắn như vậy. Thì Nga cũng vẫn theo dõi. Và khoảng 1 tháng sau vậy đó Nga đưa tin nhắn cho anh xem. Trong cái khoảng thời gian mà mình cưới nhau á, nhưng mà cái mối quan hệ này là nó được giấu. Được giấu cho đến mãi 5 năm sau thì anh Phạm Trưởng ảnh mới công khai với fans của mình. Thì bản thân mình có cảm thấy chạnh lòng không? Nga thì không có chạnh lòng. Có những lúc nhiều người kêu ảnh công khai á thì anh hỏi ý Nga thì Nga nói thôi tùy sao quyết định đi. Thì ảnh cũng im thì Nga cũng im luôn. Nhưng mà cái chuyện quyết định mà mình giấu kín như vậy á, là quyết định của ai? Của cả hai, tại vì thấy sự nghiệp của chồng mình đang nói chung là gọi là thăng tiến á, thì mình cũng phải kìm nén lại. Như vậy thì đến cái giai đoạn nào thì mình mới quyết định công khai cái điều đó lên? Tới khi Nga sinh bé thứ hai, đầy tháng bé rồi rồi bắt đầu ảnh công khai là viết báo luôn á. Đây là có ông anh, đàn anh của anh Trưởng là anh Lý Hải. Thì mỗi lần gặp là anh bắt công khai. Vậy á hả? Anh nói sao chưa công khai nữa, cứ quanh quẩn những câu hỏi đó. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Và người đồng hành với Quốc Thượng ngày hôm nay đó không phải là hai bà chị dễ thương Thúy Nga hay là Cát Tường, mà là một cô em rất dễ thương, rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Đó chính là anh Thượng. Trời ơi, đây nè. Bỏ muốn chết luôn vậy. Sao trễ quá vậy? Trễ gì? Em đứng ở đó đó. Em thấy xe đi ngang rồi. Kêu quá em trời. Kêu quá trời kêu luôn, anh không nghe. Vậy
Anh không chịu ngừng lại hốt em đi gì hết trơn á, chạy bộ theo á. Đang giới thiệu em là một cô gái rất dịu dàng. Rất dịu dàng, rất dễ thương. Rồi, xin chào quý vị và các bạn của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hôm nay Lan rất là vui khi được đồng hành cùng với Lan Quốc Thượng ở chương trình này. Trễ giờ quá, trễ giờ. Rồi, bây giờ là em hơi điệu. Anh sẽ dẫn em đi nha. Cái đường gần lắm, gần lắm. Gần lắm, gần lắm, gần đi đi đi. Gần lắm. Anh ơi. Sao? Anh dắt em đi đâu mà em thấy nãy giờ quẹo hai ba quẹo rồi đó. Dạ nghe, trước khi đến nhà của nhân vật ngày hôm nay thì anh đố em nghe. Đây là một ca sĩ nổi tiếng, tiếng với bài Trang Giấy gì đó. Trang Giấy gì? À, anh nhớ lúc mới biết yêu ban đầu hai trang giấy trắng. Em ngậm gì trong miệng? Ngậm gì trong miệng vậy? Hả? Em nhớ anh hát vậy á. Biết ai em không? Biết tên anh luôn. Ai? Ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Trưởng. Yes. Và bây giờ Quốc Thượng và Ngọc Lan xin mời quý vị hãy cùng theo chân hai anh em chúng tôi đến với nhà nam ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. Ồ, Trưởng. À, nhận ra hôm nay anh với Ngọc Lan đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tới đây. Dạ. Gõ cửa nhà em có được vào nhà không? Dạ được anh. Được đúng dạ. Không? Vô đi. Thôi. Thôi nghe. Nói sáng luôn á. Ờ. Dạ. Người đàn bà cũng sống một loài hoa rơi cánh. Khi người trở về, người lại bước đi bên ai vậy kia. Điều em đã từng nói với anh những gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Ở gia đình vui vẻ và hạnh phúc quá. Một gia đình nhỏ nhưng mà hạnh phúc rất là to ha. À, rất là vui là được chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến thăm nhà hai vợ chồng em. Giờ là em rất là muốn nghe cái câu chuyện của anh khi mà anh mới vừa lập nghiệp nè, anh bước chân vô nghề nó như thế nào, nó có bao nhiêu cái khó khăn trắc trở gì? Trưởng là xuất thân từ ở Bình Định, nguyện vọng của gia đình là đi thi đại học ở những cái trường ví dụ như là giao thông vận tải hay là sư phạm, tại ba em là giáo viên. Còn cậu em làm bên giao thông vận tải thì em cũng giống như là mình làm cho ba mẹ mình vui thôi chứ. Mình rất là đam mê ca hát rồi. Ok, em thi ba trường, rất thích ba trường luôn anh. Sau khi thi rớt ba trường đại học rồi thì mình xin gia đình đi vào con đường ca hát. Lúc đó em vừa mới thành lập nhóm V-Boy. Vào thời điểm 2008 thì Trưởng lưu diễn miền Trung thì bị tai nạn rất là nặng, rất là nghiêm trọng luôn. Xe rớt xuống, không phải gọi là đèo, rớt xuống suối. Nhóm đang đi hát thì xe chạy tốc độ nhanh mà đường trên miền núi á, kiểu như là không có đèn biển báo đó, chạy cũng hơi nhanh thì mình không có xử lý được. Tới chỗ ngã ba thì đâm vô cầu luôn, rớt xuống dưới là điện thoại, giày dép rồi đĩa, hồi đó thời gian bắn đĩa rất nhiều, rớt hết luôn suối luôn. Mà may cho nhóm á, cho anh em trong xe là cái suối nó không có nước, chỉ nước tới chân thôi, cho nên không có sao hết, chỉ là mình đạp cửa ra mình chạy lên thôi, mình sợ xe nổ đó. Sau thời gian đó em bị sốc cái em chịu bỏ hát luôn. Trưởng cũng ngưng một thời gian để mình củng cố lại công việc là làm phòng thu rồi viết nhạc bán rồi cho nó, với lại ở nhà với lại bạn gái đó là quen rồi, lúc đó mình cảm thấy nó sẽ an nhàn vui hơn. Nhưng mà Nga, cái giai đoạn mà Trưởng bị những cái sự cố nó liên tục xảy ra thì lúc đó em bên cạnh Trưởng và em động viên Trưởng như thế nào? Ảnh như vậy em cũng khuyên thôi, ở nhà đi rồi tới khi nào mà ổn định lại, cảm thấy mà nhớ nghề nhớ sân khấu á thì tiếp tục nữa thì tiếp tục, tại vì cái nghiệp của mình thì không có bỏ được. Vậy thì cái cơ duyên nào và cái nguồn động lực nào đã giúp em phát triển và thành công cho tới ngày hôm nay? Sau một thời gian thì một số bạn fan nói là rất là nhớ giọng hát của anh Phạm Trưởng nhóm V-Boy. Tại sao anh không hát nữa? Từ lúc đó mình suy nghĩ mình thôi thúc lại, mình sẽ quay trở lại chăng? Và lúc đó là em vừa sáng tác, em bán cho ca sĩ và em vừa để dành những bài hát cho mình. 2010 là bắt đầu là cưới. Cưới đúng không? Dạ. Vừa đám cưới xong là anh, em biết sao không, là phát hành cái bài 2-3 năm trước xong rồi mới tới Trang Giấy Trắng. Đó là ra đó là ra là hit luôn anh. Có thể nói là cái thời điểm đó em quên hết mọi người xung quanh luôn. Tại sao?
Tại vì mình xuất thân từ gia đình đâu phải là khá giả gì đâu. Nên khi mà em hit được cây trái thắng, cơ hội của em là em quên hết luôn. Em đi kiếm tiền, nhảy rao vào cái câu chuyện Việt Nam em cũng đi hát hết. Lúc đó thì Nga như thế nào? Em cũng đang tính tới giai đoạn này là phải quay qua hỏi cô này liền. Lúc đó là ảnh đang hot nên ảnh ký rất nhiều hợp đồng. Nga là người quản lý nên buộc Nga phải ở nhà để là đi làm việc, đi gặp các công ty để ký nhạc chuông, nhạc chờ họ mời mình á. Thì không có đi chung với anh trưởng. Thế khi nào mà công việc xong á thì nhớ ảnh hay là đó là bay ra 2 ngày hay 3 ngày là phải về lại. Tại vì lúc đó nhiều người săn đón anh lắm. Rồi bây giờ nè, sau những cái sự cố và em đã cố gắng, em vượt qua những cái sự cố, vượt qua những cái khó khăn và tạo nên một cái bài hit và tạo được cái tên Phạm Trưởng. Vậy thì một cái người đồng nghiệp có thể gọi là chia sẻ với em và tạo một cái nguồn động lực với em, có thể nói là em mang ơn người đó thì đó là ai? Cái người mà em thần tượng và mang ơn nhất đó là Lý Hải. Cái cách sống, về cách sống đạo đức nghề nghiệp là em học hỏi bắt trước. Cái nghề này nè, anh Thuận như Lan cũng biết là rất là phức tạp. Nên việc mà nhờ vả một ai đó thì mình cũng rất ngại. Thì mình khi mình mở lòng ra thì anh Hải đều giúp hết. Ví dụ như là ca khúc này em viết cho anh hát giùm em, ví dụ vậy. Rồi em có vừa viết một ca khúc song ca rất là hợp với anh của em. Em muốn song ca với anh một bài, anh có thể giúp em không? Thì anh Hải đồng ý liền, ok em, anh tới nhà em thu luôn. Ngoài anh Hải ra thì có một người anh cũng em cũng rất là quý, chứ rất quý, đó là anh Lâm Trân Khang. Anh là một người mà đi diễn em rất là nhiều luôn, cho em những cái lời khuyên và giúp đỡ em cũng khá là nhiều trong cái công việc, con đường hát của em. Anh làm gì vậy? Anh hả? Ai à? Ê, anh khỏe không? Ê, em chào anh. Anh, hôm nay em và Ngọc Lan quay chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Và đến gõ cửa thăm nhà một đứa em, một người đồng nghiệp mà nãy giờ trò chuyện với nhau là 8 phần 10 câu chuyện là nhắc anh không đó. Anh thiếu nợ bạn nói nhiều luôn. Nhưng nhân vật này là không, anh không có thiếu nợ, mà nhân vật này nợ anh nha. Nhìn nè nha, hai nghe đó. Hello anh chàng đẹp trai. Dạ khỏe không anh? Khỏe. Dạ thôi sẵn đây em cảm ơn anh rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ và yêu thương em trong cái con đường và giúp em có ngày hôm nay ạ. Dạ em cảm ơn chính nhiều, không có gì đâu. Dạ. Anh em làm cái gì để mà giúp đỡ được cái gì vậy thì cứ giúp đỡ chứ. Dạ hy vọng là anh có rất là nhiều thứ để giúp đỡ em tiếp. Dạ, ba anh Hải nha, cảm ơn anh Hải. Okay. Dạ. Ok, chúc mẹ lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Mới em gõ cửa thăm nhà anh để anh hỏi bí quyết nuôi con và chăm con và đẻ nhiều nha. Bây giờ nè, trước giờ là ai là người nấu ăn? Dạ em. Bây giờ mình đổi ngược lại đi. 10 năm rồi, hứa là nấu cho em ăn mà chưa được ăn lần nào. Có áp lực không trưởng? Chắc em nghĩ chắc sao, nấu dở ăn đại thôi. Áp lực kệ ông chứ, nó bất quá trưởng thành thứ thôi. Nha. Đi xuống đi. Hô. Trời ơi. Nóng ăn mà anh làm hết hồn anh rồi. Thôi cầm dao nữa, hết hồn anh chía luôn. Lần đầu tiên cầm dao rung anh. Sao rồi hôm nay à? Đó, như là các người đẹp đã đi ra uống cà phê rồi. Anh thấm thính, anh thấy không biết ra ngoài nói gì. Đó, Ngọc Lan á, dẫn hai người đẹp trong nhà. Ê, hình như là mẹ vợ hay là mẹ ruột em? Mẹ vợ. Mẹ vợ đúng không? Dạ. À, như vậy là nhà này là nhà của em hay là nhà của mẹ vợ? Nhà của em. Nhà của em. Bây giờ em ở Phan Rang vô phụ chăm sóc mấy đứa nhỏ, mấy cháu. Tức là mẹ vợ vô đây chỉ chăm sóc dạ. thôi, đúng không? Dạ. Thôi. Thật ra thì cho con hỏi là lâu bao lâu rồi thì hai mẹ con mới có thời gian riêng dành cho nhau như thế này hả cô? 2 tháng là cô vào Sài Gòn một lần. Dạ. Thăm cháu rồi phụ với lại Nga luôn. Khi mà hay tin con gái của mình mang lòng yêu thương một
người nghệ sĩ như vậy á, thì ngay từ lúc đầu cái cảm nhận của cô là như thế nào? Thì trong lòng cô thì cô cũng không có thích. Dạ. Tại vì cô thường nghe nói là nghệ sĩ thì đào hoa, nhiều người theo đuổi á. Dạ. Nhưng mà sau này Nga dẫn trưởng về nhà thì cô thấy trưởng rất là hiền lành chăm chóc, cô đồng ý. Dạ. Trong cái giai đoạn mà anh ta đi lưu diễn nhiều quá và con gái thì cứ ở nhà dò dỏ chờ chồng thôi, thì cô có cảm thấy buồn và cái sự lo lắng đó nó có quay trở lại hay không cô? Không, tin tưởng là rể của cô là nó không có cái tánh đó. Vậy hả cô? Có, lâu lâu có hỏi. Vậy hả? Trưởng có buồn nghe, đi diễn có buồn nghe. Vậy hả? Có nhớ, có. Có bao giờ mình cảm thấy mình hơi lo lắng, mình hơi bất an? Có không? Có giai đoạn nào mà mình bị như vậy không? Có, cũng có những tin nhắn là nhắn cho Nga: chị ơi em có bầu anh trưởng rồi, chị ơi em có bầu anh trưởng rồi. Vợ em á, có ghen không? Ghen nhưng mà ghen, thấy ghen hơi lạ. Ghen lạ là sao? Lạ là giống như là cái không có làm đầm rộ rộ lên những lúc mà kiểu như là mình nó không có gì, đúng không? Mình là không có gì, mình rất là đàng hoàng. Nhưng mà kiểu như mà lâu lâu mà bạn bè mình đi chơi chung á thì dẫn theo những cô gái mà bạn của người ta. Mình bây giờ làm sao? Bây giờ không lẽ mình đuổi người ta về? Thì mình ngồi chơi bình thường, anh em bình thường, mà khi mà thấy ngồi chị gái mà khi phát hiện nha, ai vậy? Làm nhiều cái không có làm lộ ra trước mặt bạn bè nhưng mà riêng mình thôi. Ồ, Nga thì Nga rất bình tâm, Nga không có phải mình phải giữ lên hỏi chồng mình tại sao là người ta nhắn như vậy. Thì Nga cũng vẫn theo dõi, và khoảng một tháng sau vậy đó Nga đưa tin nhắn cho anh xem. Trong cái khoảng thời gian mà mình cưới nhau á, nhưng mà cái mối quan hệ này là nó được giấu, được giấu cho đến mãi 5 năm sau thì anh Phạm Trưởng ảnh mới công khai với fans của mình. Thì bản thân mình có cảm thấy chạnh lòng không? Nga thì không có chạnh lòng. Có những lúc nhiều người kêu ảnh công khai á, thì anh hỏi ý Nga thì Nga nói thôi tùy sao quyết định đi. Thì ảnh cũng im thì Nga cũng im luôn. Nhưng mà cái chuyện quyết định mà mình giấu kín như vậy á, là quyết định của ai? Của cả hai, tại vì thấy sự nghiệp của chồng mình đang nói chung là gọi là thăng tiến á, thì mình cũng phải kìm nén lại. Như vậy thì đến cái giai đoạn nào thì mình mới quyết định công khai cái điều đó lên? Tới khi Nga sinh bé thứ hai, đầy tháng bé rồi, rồi bắt đầu ảnh công khai là viết báo luôn á. Đây là có ông anh, đàn anh của anh Trưởng là anh Lý Hải. Thì mỗi lần gặp là anh bắt công khai. Vậy á hả? Anh nói sao chưa công khai nữa, cứ quanh quẩn những câu hỏi đó. Thì lúc đó ảnh bên báo liên hệ ảnh viết báo, rồi ảnh tự ảnh đưa hình ảnh con về công khai luôn. Nói chung cũng mừng. Bây giờ trong cái chuyện mà về vợ chồng, bây giờ không có vợ em, anh mới hỏi nha. Dạ. Tại sao đám cưới mà không công bố? Đám cưới của em thì em cũng bình thường tin chức ở người quê. Tất cả mọi người ở quê đều biết, chứ không phải là không công bố. Nhưng mà tại thời điểm đó thì em không có đưa lúc đó là đã nổi tiếng rồi đó. Dạ chưa. Chưa đúng không? Lúc đó chỉ có mới chớm chớm thôi. Chớm chớm. Dạ. Sau đám cưới xong mà mới hot. Ừ. Là giấu luôn. Dạ. Thường là vợ của nghệ sĩ á, mặc dù không nói ra nhưng mà vẫn thích đi đây đó, được người ta gọi là ô vợ Phạm Trưởng, vợ Quốc Thuận, vợ này kia, đúng không? Dạ. Vợ em có buồn khi mà hai vợ chồng không có được công khai không? Bà xã em thì nói không có sao hết, nhưng mà em nhìn là biết phải có gì đó, phải có một chút buồn gì đó. Là mình là vợ một ca sĩ nổi tiếng mà không được công khai rồi không ai biết gì hết trơn á, rồi biết Phạm Trưởng không có vợ chắc nhiều cô gái rồi sẽ ở vòng ngó, rồi sẽ tán tỉnh mình, rồi sẽ mình làm mình thay đổi. Cho nên là em cũng khuyên và em cũng có giải thích rất là nhiều, nói bà xã em phải hiểu, để một thời gian anh sẽ công bố cho tất cả mọi người biết. Thời gian qua bà xã đã hy sinh rất là nhiều vì anh, vì sự nghiệp của anh. Thì hai vợ chồng nói chung là cũng có sự phối hợp để cho có cuộc sống nó ổn định. Đó, bởi vì giấu riết mà ba đứa con đó. Hồi nãy khi mà Lan đề nghị tới cái vấn đề là nấu ăn á, thì Lan được biết là anh Trưởng hồi xưa giờ chưa bao giờ chị vô bếp hả? Anh Trưởng có nói là để hôm nào anh kho thịt cho bà xã ăn. À. Mà nói chung là nghe nói từ lúc quen tới giờ thì cũng là 15 năm rồi. Có hứa với cô lần nào chưa cô?
Chưa hả? Tại vô đây là cô nấu không à? Vậy hả? Trời ơi, thơm ngào ngạt vậy. Dạ. Ủa, món này món gì đi? Thịt ba rọi kho tiêu anh. Kho tiêu xanh. Em hứa với bà xã em là mười mấy năm rồi kho cho bà xã ăn mà chưa thực hiện được. Hôm nay sẵn chương trình đây em thử làm luôn nè. Được không, được không? Cảm động quá. Ủa mà sao giờ này các chị em phụ nữ chưa về nữa ta? Ngồi sâu. Hay là ngồi nói xấu gì em? Chắc vậy quá. Chà, chắc nhiều lắm nè. Bởi vì đi nãy giờ chưa về. Osner, cực cúng an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Hôm nay là trưởng là đồng bếp chính, nhưng mà với sự cố gắng của anh Thuận, cho nên là mọi người sẽ có một bữa ăn rất là lạ. Rất lạ hả? Lạ, lạ. À, bà ngoại, anh Thuận với lại Ngọc Lan. Con mời bà. Nhanh lên. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái món đầu tiên là anh trưởng nói là nấu cho Nga ăn thử nè. 10 năm bây giờ thôi để ăn thử món này đầu tiên nha. Ăn thử coi. Rồi, để em thử nha. Sao nghe? Dạ ok, không có mặn, em sợ mặn, cảm giác của em là sợ anh nên mặn. Nói chung là được đúng không? Rồi em xử liền. Ngon dữ vậy ta. Cô ơi, dạ cô là gia đình mình á, có thường xuyên là ngồi ăn cơm đầy đủ các thành viên không cô? Thì cũng thường xuyên. Dạ, hôm nay thì cô thấy cái không khí như thế này thì cô thấy làm sao? Vui và hạnh phúc. Sao hạnh phúc vậy cô? Bình thường mình cũng hạnh phúc mà. Nhưng mà kỳ này vui hơn. Là tại vì con rể vô bếp đúng không cô? Đúng rồi. Ừ. Em xin giới thiệu với anh, đây là một người mẹ vợ tuyệt vời. Trời ơi, em phải dùng từ là quá tuyệt vời luôn. Bởi vì thương con gái mình, thương luôn con rể của mình, thương như con ruột nha. Và cái quan trọng nhất là cô rất là hiểu và thông cảm cho công việc của anh trưởng. Cái điểm gì ở trưởng mà cô cảm thấy là cô hài lòng và cô cảm thấy cô an tâm? Cô rất là hài lòng trưởng, là trưởng hiền chu đáo cho vợ cho con nên cô rất mừng. Dạ. Nghe, em theo chồng, không phải theo chồng nữa mà cùng với chồng ở trong này, mẹ thì ở ngoài quê thường xuyên. Em có muốn rằng là có một ngày nào đó là mẹ vô đây ở với mình đúng không? Và thậm chí có những lúc ví dụ như đang vui vẻ với gia đình chồng, có bao giờ em suy nghĩ là mẹ mình ở ngoài quê như thế nào? Nhiều khi em cũng muốn mẹ vô đây ở luôn, nhưng mà tại vì mẹ là có cháu nội ngoài quê nên vô đây vô với cháu ngoại thì nhớ cháu nội. Nên bây giờ mẹ còn khỏe nên mẹ đi về về. Và mai mốt em nghĩ mẹ lớn tuổi thì mẹ thích ở quê hơn. Nên thì hai vợ chồng em cũng thường xuyên về quê lắm. Dạ. Mỗi khi mà con gái, con rể, gia đình rể có việc gì mà cầm một phát không biết ở ngoài quê là có chuyện gì là ngoại bây giờ ngay luôn. Là ngoại rất là thương cháu trước đã, tại vì mình đã lớn rồi, cháu nó nhỏ thì thương cháu, thương con, lo chu đáo chu toàn tất cả mọi việc. Bà ngoại không có xin mình ra nhưng mà ngoại rất là quan tâm, rất là lo lắng cho mình, nhiều lúc mà hơn con trai ruột luôn. Đó là điều rất là hạnh phúc, nhưng mà mình không thể nào mà mình nói trực tiếp với ngoại, ngoại con thương ngoại quá hay là gì đó, nhưng mà tình cảm hay là trong suy nghĩ của mình lúc nào cũng hướng về bà ngoại. Nghĩa bà ngoại là mình rất là hạnh phúc và vui khi có một người mẹ vợ tuyệt vời vậy. Con cảm ơn bà ngoại rất là nhiều. Má cũng cảm ơn con. Dạ dạ, cảm ơn bà ngoại. Em thì em sống kiểu nội tâm tự lập á, mà từ khi em có bé thì em biết thương má nhiều hơn, quan tâm má nhiều hơn lúc trước. Những khi mà em nghe ba mẹ em có chuyện gì đó á, em tức tốc đi về quê liền, không biết lý do gì. Hoặc là mẹ em nhập viện mổ mắt gì mà em nghe là em, mặc dù có anh chị em ngoài quê mổ nghe nó rất là nhẹ, nhưng mà em cũng phải về để bên mẹ em, để mà có gì mình còn chăm sóc cho mẹ mình á. Đó, từ ngày có con mới biết quý ba mẹ nhiều hơn. Cảm ơn má đã luôn thương vượt con và thương các cháu. Và sáng nay em cũng cảm ơn ba mẹ chồng em và
Có nhiều người nói em rất có phước khi có một ba mẹ chồng như vậy, mà cũng đúng. Ba mẹ chồng em thương em cũng giống như là ba mẹ em. Nghe em bị gì hay có chuyện gì là cũng gọi điện thoại vô. Và cái món ăn ngon mà mẹ chồng em biết em thích á, là mẹ em chuyển từ ngoài Bình Định vô cho em. Con nghĩ đây là lần đầu tiên mà cô đón nhận những cái lời cảm ơn, những cái lời mang ơn chân thành nhất từ hai người con của mình. Thì cô thấy như thế nào? Cô xúc động và cô rất mừng. Tại vì con nói những cái lời đó, cái mẹ cũng mừng. Vậy thường là ngang quá nói đâu. Thật ra, nghe hiểu không? Đã đến với rất nhiều gia đình, được ngồi với gia đình ăn rất là nhiều những bữa cơm. Mỗi bữa cơm là mỗi món ăn nó khác nhau, thế nhưng nó có một thứ rất giống nhau, đó chính là cái cảm xúc và cái sự chân thành của các thành viên trong gia đình khi nói về nhau. Thì anh nghĩ rằng là nếu như còn nói được cái lời thương nhau thì hãy cứ trân trọng và nên nói những điều ấy cho các đấng sinh thành của mình nhé. Cảm ơn rất nhiều. Nói nghe nè, mình còn một cái tiết mục nữa, mình khoan ăn đi. Tao lỗ quá. Hồi nãy em có nói rồi đó. Thôi ơi, thì bây giờ đó, hồi nãy đó, anh Trưởng anh nói đó, cô biết không, ảnh lãng xẹt. Giờ em có thích lãng mạn không? Thích lắm anh ạ, nhưng mà em không lãng mạn được. Kì, ca sĩ viết bao nhiêu bài, họ viết bao nhiêu bài tình cảm, lãng mạn, tình tứ mà ảnh công nhận là ảnh không có lãng mạn. Ảnh cũng thương vợ lắm, nhưng mà bây giờ á, phụ nữ người ta đó là ta yêu bằng lỗ tai, người ta rất là thích những cái gì nó tạo sự bất ngờ, đúng không Lan? Đúng rồi em. Đó, mà ảnh không có bất ngờ, không lãng mạn luôn. Trong khi là người viết biết bao nhiêu ca khúc lãng mạn. Hôm nay, nhân cơ hội hôm nay thì anh có tư vấn cho Trưởng một số cái đó, không biết có thực hiện được hay không. Thôi bây giờ muốn gì muốn mình ăn hết bàn cơm này. Đó, xin lỗi bao lâu nay anh đã không yêu em như hôm nay, bởi anh yêu những ngày ghen nên mới thế. Và giờ anh muốn đôi em yêu trao chiếc hôn như khi xưa kia ta đã trao nhau trong đam mê lần đầu tiên. Dù là ngàn năm hay bao nhiêu năm chỉ yêu riêng em thôi, vì anh biết chẳng ai nữa thay thế được em. Ê, cao quá, trời, mém xíu nó đập mặt rồi. Cao quá. Trời ơi, nãy giờ rình ở ngoài đó. Rùng quá. Thì Dũng mới yêu chứ. Trời, có cái gì với cái gì ta? Lần đầu tiên mà ông xã làm cái điều nó mà anh Thuận nói đây là điều lãng mạn nhất, kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Anh lấy can đảm để tặng cho bà xã một món quà. Cảm ơn bà xã. Suốt 10 năm nay, 10 năm là tính từ ngày mình đã làm đám cưới, nhưng thực chất thì chắc cũng đã 15 năm rồi. Bà xã đã hy sinh rất là nhiều vì sự nghiệp của anh, vì cuộc sống của chúng ta và con. Thế nên bà xã đã chịu thiệt thòi rất là nhiều với những người phụ nữ khác. Hôm nay anh bù đắp lại cho bà xã bằng bằng những điều mà anh đã cố gắng hết sức. Nói giờ có bao giờ bơm bông bóng chưa? Chưa luôn rồi. Chưa bơm bóng luôn hả? Dạ. Rồi. Rẽ đi, rẽ đi, rẽ đi. Yên tâm, có bàn tay của anh rồi. Vợ đã yêu sẽ yêu nhiều hơn nha. Không chỉ là làm cho vợ mình mà làm cho con mình á, làm cho gia đình, cho người thân của mình. Trời ơi, cái này bây giờ nó rẻ rề, nó không có mắc tiền. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta, đích thân chúng ta làm kìa. Đã ý nghĩa hơn không? Không chừng nữa như là đêm nay
sĩ số gần bằng với gia đình Lý Hải. Thôi anh gái trưởng nó sắp qua mặt anh rồi anh Lý Hải. À, thấy chưa? Thấy chưa? Quá rồi đã. Em hy vọng là bà xã thì vui và hạnh phúc từ đây cho về sau các bạn khác nha. Ừ, đen 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 tiền. Em có hơi bị nhiều chuyện không? Em hơi kỳ. Nghe rất thích không? Trời dễ thương quá hả? Thôi bây giờ sẵn đây thì chắc mời Nga đọc luôn đi. Trong này không biết anh Phạm Trường có biết sơn lắm nha anh nha. Riêng cái lá thư này Quốc Thuận không hề biết và không hề có cái việc gọi là tư vấn cho anh Phạm Trưởng nha. Gửi em 10 năm, cảm ơn em 10 năm qua đã bên anh. Hy sinh rất nhiều thứ để chúng ta có được ngày hôm nay. Anh hạnh phúc khi có một người luôn đồng hành trong mọi khó khăn. Sau bao lâu cuối cùng chúng ta đã có được điều mình mong muốn. Anh luôn cố gắng để chúng ta mãi bước đi trên con đường đầy màu xanh này. Yêu em. Đây là một cái thứ mà bà xã rất là thích. Nay đã tặng bó thịt bự luôn. Anh, em rất thích hoa. Em nói với chồng em là ngày kỷ niệm hay ngày gì em không cần gì, miễn sao có một bó hoa cũng được. Em rất thích. Dạ. Tại tiền thì em giữ hết rồi. Thôi bây giờ cái cảm xúc của em lúc này như thế nào? Sáng nay em cảm ơn chồng em luôn bên cạnh, luôn thương em, lo lắng cho vợ và con đầy đủ, luôn đồng hành cùng vợ trong suốt thời gian dài. Xin chúc cho các em mãi như thế này, mãi mãi vui tươi, mãi mãi trao hết tất cả những cái niềm tin dành cho người bạn đời của mình. Cảm ơn anh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình đã giúp cho hai vợ chồng em thổ lộ những cảm xúc của mình. Thật ra mà nói thì hai anh em là phải cảm ơn lại hai vợ chồng, cũng như là cảm ơn lại những cái cặp đôi như thế này nè, để giúp cho chúng tôi có thêm thật là nhiều cảm xúc, cũng như là cái tình cảm của hai anh chị, cái sự bền chặt của hai anh chị, nó là một cái nguồn động lực cho tất cả các khán giả. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến với gia đình Phạm Trưởng và Nga. Hai anh em Quốc Trượng và Ngọc Lan đã trải qua tất cả những cái giây phút mà phải nói là tất cả những giây phút ở đây đều là tuyệt vời, và xin được chia sẻ niềm vui với hai vợ chồng Phạm Trưởng. Và